Rất là tuyệt vời khi hôm nay Én Bạc đang có mặt tại một cái công trình thủy lợi tại Hà Tĩnh. Đây chính là hồ Kẻ Gỗ. Nói đến Hà Tĩnh thì chúng ta sẽ biết đến ca khúc Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ. Và ở đây thì bây giờ người ta làm thành những cái làm thành cái cầu như thế này để đi du lịch ở đây. Đây toàn bộ là hồ nước nhân tạo. Hồ nhân tạo để làm điều chỉnh cái hệ thống thủy lợi ở vùng này. Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ chính là đây. Rất là đẹp, cùng với khung cảnh rất là đẹp mọi người ạ. Rất là rộng luôn. Rất rộng và đẹp. Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh đây đúng không? Đấy, người đi rất sạch đấy ạ. Quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời quá. Rất đẹp luôn. Đấy, đoàn nhà chúng ta. Dạ, quá đẹp luôn. Nghe thấy bài hát lâu rồi mà nhưng bây giờ cháu mới được đến đây đấy. Đấy, bao năm đợi tháng chờ đây. Ôi rộng lắm không ạ? Rất là đẹp luôn. Thiên nhiên Việt Nam ban tặng cho quê hương của chúng ta và bàn tay khối óc của con người Việt Nam của chúng ta cải tạo nên một cái hồ nước ở đây rất đẹp luôn. Và đoàn của chúng tôi bây giờ thì sẽ đi vào đây để viếng đồng chí Lê Duẩn. Rất đẹp. Một cái hồ nhân tạo như thế này. Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển cả bao la. Đây là một cái bài hát rất là hay. Đẹp quá, người ta thiết kế một cái cây cầu rất đẹp luôn để có thể là mọi người đi sang bên này. Vừa đi vừa ngắm cảnh và chụp ảnh, rất là thích luôn. Rất là tuyệt vời. Phải nói rằng là mặt nước rất sạch luôn, rất trong xanh, quá tuyệt vời. Hồ thủy lợi ấy, hồ Kẻ Gỗ, người đi xây hồ Kẻ Gỗ, một khung cảnh quá đẹp. Rất là tự hào với quê hương Việt Nam của chúng ta. Với mỗi một miền quê thì đều có những khung cảnh rất đẹp. Đẹp quá không ạ? Cháu nghe bài hát nhiều rồi mà bây giờ cháu mới được đến đấy. Đấy. Quá đẹp luôn ạ. Cá ở đây chắc là sẽ rất to chú nhỉ. Đấy. Ăn đá. Cá ăn đá. Đấy. Đấy ông thấy không? Hôm nay vào đây cá rất to mà không có, không có cá nhỏ không có. Đấy. Khung cảnh quá đẹp luôn. Ông nhỉ. Khung cảnh rất đẹp luôn, nên thơ. Nghe bài hát và chúng ta hát karaoke nhiều rồi. Cái bài này thì hát rất là nhiều rồi. Nhiều hơn bao năm đợi tháng chờ. Đấy, bao năm đợi tháng chờ thì hôm nay mới biết được cái đến đây được. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, hàng ngày là các ông bà cứ hát karaoke bài này đây này. Và bây giờ thì được đến đây rồi. Đấy, bao năm đợi tháng chờ đã đến đây rồi. Rất là đẹp luôn. Khung cảnh rất đẹp. Dạ, từ đây mà đứng ngắm view này xuống đẹp quá này. Ôi, đẹp chưa? Đấy, bao năm đợi tháng chờ đây. Người đi xây hồ Kẻ Gỗ đây. Rất hay luôn. Quá đẹp, đứng từ trên này nhìn xuống cái view xuống thì đẹp quá. Đấy, đúng bao năm đợi tháng chờ đấy không ạ? Đây, để con bố chụp cho, con chụp cho bố. Vâng. Và nó hơi ngược sáng một chút ạ. Đấy, các U mặc áo dài đẹp quá. Bao năm đợi tháng chờ, hôm nay các U đến đây cười tươi chưa? Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, ở Việt Nam bây giờ là cứ nghỉ hưu là đi chơi này thôi. Dạ. Và bây giờ thì đoàn của chúng tôi sẽ đến đây để thắp hương, dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Duẩn. Rất đẹp luôn. Đền tưởng nhớ của đồng chí Lê Duẩn thì nằm ngay ở một cái hòn đảo ở bên hồ bên này.
Uống nước nhớ nguồn, đây là những cái truyền thống tốt đẹp của người Việt của chúng ta. Một cái kiến trúc xây tại đây để tưởng nhớ cụ. Công ơn của cụ là rất nhiều đấy. Ngày hôm nay khi mà không có người Hoa, tất cả các quốc gia ở trên thế giới thì thường có Chinatown, tức là người Hoa người ta đến và người ta sẽ có cái khu gọi là Chinatown, tức là trung tâm của người Hoa. Và ở Việt Nam, duy nhất ở Việt Nam của chúng ta không có Chinatown. Và đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Là thế hệ của trẻ, là thế hệ trẻ thì chúng con luôn luôn là biết ơn của đồng chí Lê Duẩn. Chúng ta rất là tự hào là người Việt Nam không có Chinatown tại Việt Nam. Mặc dù trước đây thì có khá nhiều các cái vùng quê, ví dụ như là ở Hải Dương thì có phố Bắc Kinh hoặc là chợ Bắc Kinh, đúng không ạ? Nhưng đặc biệt đến bây giờ thì khi mà tôi đi khá nhiều các quốc gia khác, ví dụ như sang Thái Lan đều có Chinatown, hay sang Philippines hay sang Singapore, nhưng mà duy nhất ở Việt Nam thì không có. Rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay tôi được vào đây và được xem lại những cái tấm ảnh ở trong khu tưởng niệm này. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đi thị sát công trình đại thủy lợi, đại thủy nông, kẻ gỗ trong chuyến thăm quê hương của Hà Tĩnh. Rất là tuyệt vời. Ngày 26 tháng 3 năm 1976, công trình đại thủy nông, kẻ gỗ nằm trên mảnh đất khô cằn nóng bỏng của các huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã được chính thức khởi công và xây dựng. Sau 4 năm miệt mài với biết bao công sức, sự vất vả hy sinh của nhân dân và cán bộ địa phương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp, sát sao, quyết liệt của các đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và Đảng bộ chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 26 tháng 3 năm 1980, công trình được hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. Đây là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người dân nơi đây. Công trình hồ kẻ gỗ đã làm thay đổi hẳn diện mạo của vùng đất này. Đất đai khô cằn đã trở nên màu mỡ, cây cối ruộng đồng ngày càng tốt tươi. Đời sống của người dân ngày một ấm no hạnh phúc, đúng như niềm tin và sự kỳ vọng của đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Và chúng ta thường xuyên là hát ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ. Bao năm đợi tháng chờ và ngày hôm nay thì chúng tôi được trở về đây. Dạ, đấy, thành sự thật. Phải nói rằng là ý chí quyết tâm của người Việt Nam rất là lớn mạnh. Ngày hôm nay thì các bác cựu chiến binh đang đến để thắp hương dâng hương tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, uống nước nhớ nguồn. Đây là đoàn chúng tôi vừa vào đây rồi. Đá một kiểu vào. Đấy là đẹp lắm. Đấy là không đẹp trong sắp à? Vâng. Quan trọng là dốc. Đi quay ngang cái bước chân ra một chút rồi. Các bác lớn tuổi rồi là đi rất là nguy hiểm nha. Mà chụp thì em thử một cái rất là đẹp luôn, vừa đẹp về phong cảnh, vừa đẹp về ý nghĩa của hồ kẻ gỗ đấy.
Sướng chưa? Các cụ là cứ thay nhau là bấm điện thoại thoải mái luôn để ghi lại những hình ảnh đẹp tại đây. Rất đẹp. Tôi hy vọng rằng là những cái khu vực như thế này sẽ khai thác tốt hơn nữa để làm du lịch, bởi vì cảnh quan ở đây rất đẹp. Nếu như mà ở đây mà khai thác du lịch mà mạnh hơn nữa thì có lẽ rằng là sẽ rất là tốt. Để mọi đấy, làm resort ở đây thì quá đẹp luôn nhỉ. Để mọi người khách đến đây để nghỉ ngơi. Đấy. Bây giờ đây là nhiếp ảnh gia rồi, đầu bạc hết rồi. Đấy, cựu chiến binh và là trở thành một nhiếp ảnh gia rồi. Đấy. Vừa này già được bà đấy, già ông mà chụp bà mà chân để bị ngắn là ông về ông lại bị mắng đấy. Đấy, đẹp quá đây này, ngồi xuống hình ảnh đẹp quá dài. Đấy, ngồi đúng rồi, ông ngồi xuống nó chân dài ngay, quá đẹp luôn, một cái hình ảnh rất đẹp. Đấy, đây là sự hạnh phúc của người Việt Nam của chúng ta, rất là tuyệt vời. Đôi núi lo nhỏ, quá hay giọng hát của cô. Quá tuyệt vời quá. Và đây chính là nụ cười hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc của người Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Để người lên khổ nhớ đất kia cằn khổ. Quá tuyệt vời. Tay anh pha đá, ngồi trong xe ủi em nhớ. Ô, lại gặp các chị đẹp quá. Đấy, tuyệt vời chưa? Hình ảnh áo dài như da em lâu tươi màu. Hay quá. Quá cũng tuyệt vời. Mùa phượng lở hai đứa mình ra đi. Đấy, mà lại hai đứa lại cùng màu hồng với nhau ấy kia chứ đấy. Cùng tông luôn đấy. Hai đứa mình. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời đấy, quá tuyệt vời bác ạ. Đấy, và các cô gái của chúng ta thì đến đây và mặc áo dài thướt tha, rất là đẹp, một tà áo dài của Việt Nam. Quá tuyệt vời, một cái công trình thủy lợi, thủy nông tại tại đây, hồ Kẻ Gỗ, rất đẹp luôn. Và bên này chính là ngôi đền của thờ Tổng Bí Thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn. Rất đẹp, nằm ngoài hòn đảo này. Tay anh phá đá và những cái câu hát ở trong bài Người đi xây hồ kẻ gỗ. Và đến đây khi mà tôi xuống dưới này thì có rất là nhiều các cái viên đá nhỏ như thế này. Công sức của người dân Việt Nam của chúng ta. Rất là đẹp luôn. Xin gửi tới quý vị những hình ảnh rất là đẹp tại ngôi đền của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và hình ảnh khung cảnh của hồ Kẻ Gỗ tại Hà Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.